Xin chào tất cả các bác. Hôm nay shop đá quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với toàn thể mọi người một viên thạch anh pha lê có dáng hình giống như là một cây súng, trông như cây súng. Các bạn nhìn cầm tay trông như một cây súng. Viên này thì có tổng khối lượng là 500 g, tầm nửa cân. Bác nhìn lỗ trong đây. Quay lên. Quay lên. Rồi bác thấy cái lỗ trong của nó. Chỉ là trong. Các cạnh còn nguyên vẹn, các cạnh còn rất nguyên vẹn, độ trong nhìn thấy cả bên trong. Đấy, quay thấu xuyên qua bên trong. Chóp thì hơi bị mẻ một chút thôi nhưng không có vấn đề gì cả, tí đấy. Cái này đá tự nhiên thì cái điều đó là có những cái sứt mẻ là điều khó tránh. Cái trụ chính này gần như nó là hai viên thạch anh nó ăn vào nhau. Nhìn hai viên ăn vào nhau. Đây là một cái viên nó đâm xuyên lên. Đấy. Hai viên ở trên và một viên ở dưới đâm xuyên lên hai cái viên trên đó. Trông giống như một cây súng. Viên đá này thì có chiều dài của nó rơi vào khoảng độ 12 đến 13 cm. 13 14 gì đấy. Tầm đấy. Nói chung là nhìn khá là đẹp. Rất là đẹp. Quay cái phần dưới cho các bác xem. Đây nó như là phần báng súng. Cái phần này thì không được trong bằng cái trụ chính nhé. Không được trong bằng. Đây là phần chân. Phần này lên đế thì sẽ rất đẹp, không ảnh hưởng gì cả. Các bạn nhìn rất kỹ. Anh đang làm à? Vâng.